bắp sau lên gạo thì mình sẽ cho cà vô. Rồi anh đẩy lên nha. Đẩy lên. Bắt đầu mình ăn hột me. Bắt đầu mình ăn hột me. Em đọc qua. Ngon lắm luôn, bùi lắm luôn. Bùi. Bùi nó nhẽo. Đúng dẻo luôn á. Miếng cá mình không, cái thịt nó dẻ thấp rồi không? Trắng nha. Dẻ là cá sông phải không? Dẻ là cá sông. Sao? Thịt nó ngon mà nó thơm á, thơm hơn con cá dồ bình thường của mình. Hai chồng mình đang đi lên trên bờ để hỏi xin mấy trái me xuống mình nấu canh chua. Thầy hỏi xong bà Tư bà cho mình mượn cái lồng này mình bẻ luôn. Ở đây kế cái cầu nè, người ha. Đứng trên cầu dễ ẹt bẻ luôn nghe em. Bà kêu đừng đứng trên cầu. Sao họ khọt sẽ chút người ta. Biết bẻ không tờ? Bẻ thấy nè, lấy cái lồng bẻ chứ có gì đâu. Gết. Gớt rồi đó. À, gớt nhẹ nhẹ em dịch nhẹ nhẹ kìa, nguyên chùm bự chính kìa em. Dịch nhẹ xuống à. Đó. Một cặp. Đủ ăn thôi nha. Có hình dính không? Không. Gớt khúc. Mè này già hết thì em. Dạ. Yeah. Mè già nấu chua ngon. Sao không? Cái lòng cái lỗ nó bự. Đâu á, nó có cái móc ở trên á. Cái này đâu phải không? Ừ, có cái móc trên á. Ây. Đây. Lúng lắng. Đây nè, nó có cái móc nè. Cài vô là cắt, nó có cài cái vô là nó. Nó có cái gì kiểu như cái dao trong đó vậy đó. Canh chua chứ nấu bằng me ngon. Chắc đủ rồi đó anh. Ừ, đủ rồi đó. Nào nãy còn trái rớt đâu ta. Đây à. Còn trái nữa, trái đó trái cũ, trái em mới giật cái nãy cái đập. Đây nè. Được chưa? Chua chưa? Vậy đúng. Còn sót trái nào không? Đây nè, đây trái nữa, anh hết lấy được rồi. Kìa. Đó, đó, đó. Rồi. Rồi, anh đi với em đi trả lòng luôn. Ừ. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. À, chào mừng cả nhà đến với bếp nhỏ trên sông của gà hàng Vlog. Hôm nay mình mua được cá dầu đếm nè. Hôm nay mình sẽ nấu món canh chua cá dầu đếm. Cá dầu đếm này thì người ta làm sẵn rồi nha. Sẵn giờ chỉ màng sơ lại với nước sôi hả? Bữa nay mình sẽ làm hai món canh chua cá dầu đếm với cá cơm nè. Cá cơm thì mình sẽ kho khô. Thì bữa nay nấu canh chua thì này sẽ hồi nãy mình đi lên bà Tư mình xin một ít me nè. Bên đây mình có thêm ít giá với cà bắp khóm nè, rau nhút nè, với bông súng này là bông súng đồng luôn nha. Ở đây người ta kêu bằng bông súng ma đó. Thì cá dầu đếm hay là tất cả cái da trơn như cá ba sa, cá dồ này kia thì mình sẽ trụng qua nước sôi ngay. Cá này thì nó cũng tương tự như cá hú không em? Ừ, làm cũng tương tự vậy. Nhưng mà cá dầu đếm thì nó là cá ngoài sông. Cái này là tên cá sông luôn. Ừ, cá sông luôn. Cả nhà có phân biệt được cá dầu đếm không? Ở trên mình đó nè, nè, nè. Đó, nó có một đếm vậy đó. Ừ, ta gọi là nó là cá dầu đếm. Miền Tây mình thì nhiều cá lắm nha. Cá ba sa nè, cá dồ nè. Cá ba sa với cá dồ là khác nhau nha, chứ không phải giống đâu, nhầm người ta là giống. Rồi cá cha, rồi cá hú, rồi cá dầu đếm. Còn mấy chỗ khác thì có cá dứa nữa, với cá bông lao. Em đi chợ gặp bông lao không em? Không, ít. Bông lao ít nha. Có bông lao được ngon lắm. Bông lao giờ như hiếm luôn. Đó, mình chài ra mình thấy nó trắng không? Cá gì cũng vậy, cá da trơn mà mấy cá này nè. Cả nhà cứ lấy cước á. Cước mịn thôi nha, đừng lấy cước mà cước bằng cái kia. Cước chì là. Ừ, cước chì á. Cước này thôi. Mình chài nhẹ, nhẹ nhẹ lên đó. Là nó trắng nõn à. Ăn như vậy nó mới ngon, nó không có bị tanh.
Cá này khi mình thái cá rồi thì mình sẽ rút cái gồng gồng chỉ đó ra. Rút ra thì cá mình nó bớt tanh hơn heo. Ừ. Thịt cá gì mới ngon nè. Làm sao? Thịt cá gì nó khai cá thịt nó mới dai. Nó cũng như nó kiểu nó hồng hồng ẩn ẩn ha. Ừ, hồng ẩn vậy nè. Chứ không có trắng. Thịt nó mới dẻ hơn cá bữa hổm. Cá hú bữa hổm tại cá hú nuôi bè mà. Nuôi bè ha. Ừ. Cá hú nó cũng có ngoài sông nữa đó, mà ít. Trắng nhìn ngon thiệt chứ ngoài cái thịt á của nó không có dẻ bằng cá gì. Cá này cá sông mà. Mấy cá này ở quê mình rẻ, không có mắc. Vài chục ngàn ký. Dễ ăn á. Có cá bông lau á, bông lau móc mắc không nè. Bông lau chắc mắc hơn. Ừ, bông lau mắc hơn nha. Ít có thấy lắm. Ừ. Cá này thì mình rửa sơ lại tại vì khi người ta phơi còn hay bụi đó. Rửa sơ sơ là được rồi, rửa cho nó sạch bụi là được rồi. Chủ yếu là bụi thôi chứ không có gì chẳng ha. Chủ yếu là bụi thôi đó. Nhưng người ta phơi á thì khi vô bụi. Ừ. Cát rồi đó. Cá này là cá cơm phi khô. Cơm. Cá nhỏ thì ở đâu mình sẽ kêu là cá mòm. Còn cá lớn vậy là mình kêu là cá cơm. Cái này nó cũng lộn xộn nè, cũng có con bự con nhỏ. Mình rửa chừng khoảng 2-3 nước vậy. Ừ, 2-3 nước cho nó sạch bụi là được rồi. Con nhúc này. Con nhúc cái này hơi già. Hơi già mà hơi mắc nữa. Hơi mắc nữa, còn có chút xíu lật được nắm nè. Ừ. 10 ngàn. Gạo nhúc mùa này mắc dữ dần. Lâu lâu ăn được. Ừ. Mà nấu ăn chua rồi có gạo nhúc nó ngon. Hai chồng mình ai cũng phái gạo nhúc chứ. Có điển điển mà cái này hết mùa vậy không thấy. Gạo gạo cần này chút mình để vô luôn ha. Ừ. Gạo cần tây. Sắc khúc khúc á, mình để vô thơm rồi nước mình thơm. Buông súng thì buông súng đồng ha. Súng đồng. Súng cộng nhỏ nhỏ nè, buông súng này ngon lắm. Súng này dễ ăn. Ừ. Ở miền Tây á, mùa nước nổi buông súng này nhiều lắm. Mà bây giờ nó cũng rẻ không? Ừ, hai lọn như nãy có 5.000 à. Ừ. Buông súng này rẻ lắm, rẻ mà ăn ngon. Buông súng này chấm cá kho lạc này kia là ngon nhất. Ăn nó có mềm. Buông súng này như anh làm gì ăn cũng ngon. Ừ, buông súng kia, buông súng Đà Lạt á. Súng cộng bự đó ha. Thì ăn nó cứng lắm. Mà nó dai nữa. Con súng đó là để nấu canh á, còn mình chấm là con súng này mới ngon nè. Ừ. Giờ đồ mình chuẩn bị xong hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ bị nấu canh chua. Nước sôi rồi mình sẽ cho me vô trước nha. Nước này thì mình đã nấu sẵn ở dưới nãy giờ rồi. Mình chỉ đem lên mình nấu, trong khi mà mình lặt rau á, mình đã bắt nước ở dưới rồi. Cho me trước nha, xong rồi mình mới vớt ra tô. Me cho trái me nó chín á. Ừ. Mình vớt ra tô. Mình sẽ sắc khóm ra. Khóm thì nãy mình chừa lại một phần nè. Ừ, nãy mình bào được nhiêu nè. Một tô. Còn một phần đó thì mình sẽ sắc miếng ăn. Canh chua bữa nay cũng đầy đủ rau ha. Chỉ thiếu điền điển thôi. Điền điển cái này hết mùa hay gì? Hết mùa ha. Ừ. Canh bây chua giờ người ta trồng á mà chưa tới đợt. Ừ. Có bông. Canh chua thì đa phần ăn chung với nhiều rau lắm. Hầu như rau gì ăn cũng được chứ. Nhầm ngừ canh chua nè, ta nấu vô leo cũng được đó nè. Rau muống đồng nè. Ờ, rau muống đồng sáng quên đi hái ha. Muống đồng sáng quên, anh quên cái hái hả? Rau muống nhiều lắm. Cái bãi đó xích lên trên kia trên đây nè. Dài lên chẳng. Bữa nào hái làm gì chua ăn. Ừ, làm gì chua. Rau muống đồng cái này tốt tốt không à. Muống đồng chua ngon lắm ạ. Cá này mình thái cũng lỗ chua cũng ngon. Ừ. Chúng lỗ chua, chúng lỗ cháo rồi đó. Ừ. Hoặc là kho lạc. Cá dồ thì cá dồ đém thì đa phần ta kho lạc nhiều. Kho lạc ăn ngon. Muối xả ớt chiên ăn. Muối xả ớt cũng ngon nha. Cá này thì bữa nay mình nấu nguyên con luôn. Con chiều múc về cho lạc nó ăn, nó khoái canh chua lắm. Khoái canh chua đó, muối cá này không. Để vô cái sợi thịt nó bung lên đi. Này rau mùi thì mình nhiều ha. Rau cần dại lá nè, quế nè, ngò gai nè, dưới rau cần tàu. Bữa nay mình nấu chua tới 5-6 món nè.
Với cái người miền Tây mình thì đa phần nói chung là hình như vài bữa là có ăn canh chua một bữa. Canh chua là hình như dễ ăn cơm vậy thôi, nghe Dễ ăn không? mà ít ngán nữa. Ít ngán. Ăn cơm cái gì ngán chứ ăn cơm với canh chua là bảo đảm ăn hoài không bao giờ ngán. Bảo đảm luôn hả? Bảo đảm luôn. Chứ ăn chưa? Kiểu như ngày nào cũng ăn thì mình ngán thôi ha. Chứ 2-3 ngày á, bắt đầu mình nấu lên ngày ăn ngon lắm. Hai chồng mình cũng hảo canh chua lắm. Nhầm khi cá hấp hỉnh này kia, bắt đầu mình nấu canh chua không vậy nè. Khỏi ăn cá nha. Rồi cá hấp hỉnh á, mình kho ăn cơm cực kỳ ngon luôn. Chua mà nấu nấm không ăn cũng nấu ngon núm không á. Trên nhà mẹ mình đó là chuyên gia nấu tương á, mẹ mình sẽ nấu bằng núm hoặc là tàu hũ trắng, thêm vài miếng hũ trắng thêm miếng núm á, nấu ăn chua ăn cũng ngon lắm. Mà má bác Hường nấu ăn chua bằng gì đây em? Núm nhiều. Núm nè, không có bằng cái gì á, bằng cái gì hả? xài hay là me hay Má là hờ nấu bằng hạnh á, cái hạnh hạnh nha. Hạnh thì nó sẽ thơm. má nói không, nó hạnh nước nó trong. Này mà trái cà mình sẽ bỏ cái ruột nó ra, Cái hột mà cái hột. hôm gà em bày cái vụ mà nấu canh chua khóm bào vậy nè, má là ăn ngon. Má hôm Ngon gà má hay nấu canh chua khóm vậy phái ha. nè. Nhưng mà cũng phải nặng thêm hạnh chứ. Cái này cũng sôi nữa nè, Sau lên cái mình vớt bọt, cái mình vớt bọt ra. mình nêm đồ vô. Còn me để chút xíu cho nó nhừ mình mới vớt ra tô được. Rồi cho nó chín mình mới dầm được. Nhầm ghế đi cho anh cái hộp. Đang thèm phải không? Đang thèm hộp, lâu lắm không ăn lại hộp. Mới giặt này thôi mà cái mùi me thơm phương phức luôn. Hình như lâu lắm rồi hai chồng mình mới ăn canh chua me lại phải không? Lâu lắm. Me mình chín rồi nè. Chín rồi nè, vớt ra. Me nó nổi là chín đó phải không? Mà nổi chín nứt ra hết rồi nè. Cái đó là anh biết. Biết à? Khi mà me mình nổi là nó đã chín rồi. Cái mè đó đó ăn cái hột nó mới đã. Già phải không? Nó già. Cái me mà mình nấu canh chua á, mình lựa cho nó già già ăn nó sẽ không có bị chát. Còn Còn trái trái đây. như là chắc dầm ra không nổi đâu nha, dầm ra chua. Thì chủ yếu bữa nay Dầm. mình nấu là me nhiều ha, còn khóm này á thì chủ yếu để vô đặng cho nó thơm thôi. Chứ khóm thì nó sẽ không có chua nhiều đâu. Chiếc vỏ chứ em Em thấy mà. hả, Em thấy. thấy Em không? thấy. Ồ, cá ngon quá, thịt cá giải khát Thịt nữa cá chắc này ngon nha. nè. Giờ mình sẽ cho gia vị vô luôn cho nó Cho nó thấm vô thấm vô cá nó cá. ngon. Đây nè, me của mình không, mấy cái trái này nó bung rồi hết rồi. Chút xíu mình dầm mình lấy cái phần thịt đó, thì cái phần hột á mình sẽ ăn. Giờ mình mới cho thêm một miếng muối, Muối tí bột ngọt, tí bột ngọt. đường. Nấu canh chua thì đường hơi nhiều, khoảng 3 muỗng cà phê với một ít bột nêm. Cái đầu mình cho khóm với bạc hà vô Khóm trước, như bạc hà ha. tại hai cái này nó chín trước rồi chín sau. Chín sao. Nó lâu chín á. Lâu chín. Rồi cái nước khóm khóm cho luôn. cho vô luôn ha. Cho nó thấm vô cá luôn, thơm. Khóm thì nấu thì nó không có chua đâu, nó thơm thôi. chủ yếu là nó thơm cái nước. Me mình phải chua. Thêm bạc hà. Cà bắp bữa nay của mình mua nó trái gọn gọn không cho nên mình hỏi xẻ. Nhỏ nhỏ. Giờ mình đậy đậy nắp ha, mình múc nước ra mình dầm cái này đi. Dầm cái me ra. Rồi là mình mới đậy nắp lại cho nó sôi. Hồi xưa chuyên gia là mình nấu canh chua là bằng me, tại vì hồi xưa lúc nào nhà nào cũng hầu như có cái me chứ. Còn bây giờ me hình như nó hiếm. Nhà Đa anh rồi có phần me không? có nhà anh hồi đó có cây me hè. Cắp em gì là đốt hả ta? Chắc em về Hả? em không thấy cây me đâu Không chứ. thấy cây me dường như là Không biết đốt có mà. đốn chưa. Hồi đó sau hè có cây me. Anh đã leo suốt mà. Có leo không nghe? Có, thấy không? Dầm mà thấy thèm ha. Chảy nước miếng. Biết sao giờ nó ít nấu me không? Sao? Tại nước me nó hơi ra hơi đục hơn á. Chủ yếu ta nấu hạnh cho nước nó trong, nhưng mà cái me thì của mình ăn nó đậm đặc, nó ngon hơn, thơm hơn. Em thấy không có cái nào qua me á.
Không thấy nào qua me vậy ha. Ừ, Cái me me là mình ngon. nấu nó ngon. Cái mùi vị của me thơm lắm. Thơm. Dạ, cái hộp này. Ừ, nó mấy cái hộp đó đó. Bây giờ cá của mình chín thì mình sẽ vớt ra ngoài. Để hồi cá nó rục nó hết ngon. Khi nào mình nấu xong xuôi hết á thì mình mới cho cá vô lại. Cái đầu cá nó bung nó ngon. Mình nấu này hồi mình chừa về cho ông ba một miếng nữa ha, Ừ. cho ông Ông và ba vợ mình ông á. phái canh chua Ông ba cái ông gì? và vợ mình phái canh chua lắm. Có cái bông cái ta kêu cái dầu đếm nè. Nó còn khứa đó, khứa Cái lượng bụng này đó, thấy hồi ngon chừa khứa lượng bụng đó. nè. Còn khứa nữa hết thôi vậy đó. Nè. Bên đây chén me mình đã dầm xong rồi, cái nước me nè. Nấu me thì cái nước nó đục đục, nhưng mà ai nói sao chứ mình phái cái nước đục đục vậy nè, ăn nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Mà nhìn tùy theo người, nhầm người nhìn cái nước đục đục á thấy nó cũng còn ngon hơn nữa. Đục nó đậm đà nó thấy Nhìn ngon. cái nồi chua mình nó đậm đà hơn. Rồi Rồi hết đó. nêm nêm đi, Đổ me vô luôn. Đổ đổ vô me luôn ha. nêm nêm lại một cái nữa cái mình cho rau vô. Từ từ nha, vừa Sao vừa chưa thôi. hả? Không chưa đâu, là nước mình nhiều mà. Vậy đó ha. Ừ. Phải cho chua chua ngọt ngọt. Vậy cho đều lên thì là mình nêm thử cái coi tình hình nó có Chua quá không hả? chua quá không hay là có vừa ăn gì chưa đâu mình mới nêm luôn. Cái Rồi gì mà đấu chua vậy không không anh? chua không á, Không. không chua không thì mình dầm nữa, mình để nước cái vô me này nè, mình dầm tiếp Miếng nữa đi. miếng nữa ha. Tại vì là nước mình nó nhiều á. Nêm lại trơn rồi, rồi mình sẽ cho đậu bắp vô. Đậu bắp vô luôn. Đậu bắp sau lên dạo thì mình sẽ cho cà vô. Rồi mình đậy lên ha. Ừ, đậy lại. Bắt đầu mình ăn hột me. Mày bữa nào mình ăn không ăn Em mày lọc được quá em. hả? Ngon lắm luôn, bùi lắm luôn. Thường á thì mình sẽ rửa hết trơn luôn mình mới ăn. Thôi giới gì. Còn sống Em lột vậy đó hả? chứ làm sao Trời ơi. Anh tại em nói em lột sao em lột. Anh thì lột bằng răng không găng hả? à. Ngon không? Bùi. Bùi nó nhẹo à? Trúng dẻo luôn á. Nhưng mà mấy trái già quá mình ăn không được nha cả nhà. Già quá thì nó sẽ bị kiểu như nó chát, nó không còn ngon nữa đâu. Không biết giờ nó chát không? Sao? Còn cái Tại vỏ giống ngoài cái ha. vỏ này nè, nó mới chát. Cho nên lột hết đâu có chát đâu. Nhưng mà già quá cũng ngon. Thường thì lấy cái dao của em. Gọt phải không? Gọt. Nhưng mà mấy hộp nào già quá nha. Cái tô này ngon. Tôi thấy ngon. Ngon hơn nồi anh chua không? Ngon hơn nữa anh chua. À. Cái nào mấy cái hộp này là me nó vừa nè. Sao rồi được. Hai đứa lo ăn hột me không quay qua nồi anh chua sao Lâu được. hết sức mới ăn lại hột me ngon. Cho cà vô luôn nha. Cho cà chua vô luôn. Với cho gì vô nữa? Chua xả xong rồi mình cho tay tượng vô. Tay tượng rồi đầu tiếp tục cho bông súng. Bông súng rồi mấy cái kia là ăn chín lắm. Mấy cái này là cho vô là nhà nhắc xuống liền. Cho sâu lên dạo lên cho chín cà là mình để này lượt luôn à. Cà xong chín rồi mình sẽ cho bông súng. Bông súng nè, Tay tượng nè. tay tượng, rau nhút Lá này vô luôn. với rau nêm với giá nữa phải Giá luôn. Giá với con nhút mình cho sau cùng. không? Tại vì con nhút mình nhúng vô là ăn được đó. Để lâu cái nó dai. Coi cái búp bông súng kìa, cái đó ăn ngon lắm. Búp Ăn nó tay bùi. tượng phải không? Ủa tay tượng. Rồi mình cho vô luôn được đây mày, Ừ. cho vô nha, đầu nhắc lửa.
Mình để cá vô lại cho nóng nha. Để cá vô lại cho nóng. Cái cuối cùng này là mình dồn vô hết. Để vô hết. Còn... Cho thêm luôn nha. Ừ. Đấy. Hết luôn. Canh chua mà để rau niêm vô là bắt đầu phực cái mùi lên. Thơm. Thơm liền. Cá vô luôn, cho cá nằm dưới đít luôn em ơi. Nó nóng. Cá cho lên mặt đi, để hồi mình vớt cái nấy nha. Ừ. Vậy là cũng nóng mà, đụng nước được là nóng rồi. Ngon lành nè, chở đi. Vậy là nó cũng nóng rồi. Hồi cái mình dễ múc, cũng không mình kiếm nó nữa. Ừ. Rồi, giờ nhắc xuống nhắc cơm. Xuống ăn cơm. Không, mình cho miếng nước mắm nữa. Ừ. Non chua thì cuối cùng mình dặn lại miếng nước mắm. Bắt đầu cái mùi cá với mùi nước mắm mình á. Nó dậy mùi lên ngon hơn. Sau khi nồi chua nhắc xuống thì mình sẽ kho cá, cá mòm. Ủa, cá cơm. Khô cá cơm. Lộn xộn. Mà đa phần là kêu khô cá cơm nhiều. Quên nãy quên cho miếng mỡ vô ha. Quên mỡ nha. Xếp mỡ đi. Rồi sai lầm. Nãy mình lấy mỡ để mình lấy mỡ mình... lên rồi đó mà sử dụng dầu với quen. Quên ha. Vậy cho xếp mỡ vô thôi. Nên mình chiên cho nó dẹp lên. Lên. Nó giòn lên. Giờ hồi mà ăn cặp với cá ngon lắm. Ừ. Nãy xong cái đầu ba cái hộp nè, mình rửa rồi nè. Mình rửa như nè, cái đầu mình lấy dao á, mình lột ra dễ ăn ha. Đó, hộp này hộp còn non nè, hộp này ăn mềm lắm. Ông Long cái này mê mấy cái hộp me rồi. Mê mấy hộp me. Hết còn mê cá rồi. Hồi cái mình ăn cá ăn trúng miếng tóp mỡ này là ngon lắm. Ngon. Tại mình ấy lên cho giòn á. Ừ. Vàng nó dảnh lên dần ha. Vàng nó dảnh lên gì nữa không? Mình cho tỏi vô, mình thử. Cái này nhầm ngừ á, khi người ta chiên cái này rồi á là mình sẽ lấy ra ha. Lấy ra người ta đổ ra cái tô. Tỏi cũng được, tại này mình kho rồi đâu cần để nước đâu. Không nước nha. Không. Vậy là mình kho khô lại luôn. Cũng như ai thích ăn cá nó mềm thì mình để miếng nước vô cho con cá nó mềm lại. Ừ. Còn em phải ăn cá còn hơi cứng cứng vậy đó. Cứng cứng giòn giòn á. Ừ. Ngon. Giống kiểu như mình gà gan nước mắm vậy. Cứng cứng giòn giòn. Cá cơm này chứ nhầm chỗ người ta không biết á. Cá cơm khô nha. Nhầm chỗ không có ha. Ừ. Khi không có người ta không biết được. Như với Cà Mau là không có cá này nè. Ừ, đâu có cá cơm đâu. Cá cơm dùng nước ngọt thôi đó. Hôm nay mình thử tỏi xong á, mình xào đều cái mình cho nước mắm vô. Đường một ngọt. Xào mình lửa riu riu thôi nha. Thôi cá này mình lửa riu riu thôi. Cá này. Nó thấm, cho nó thấm từ từ á. Ừ. Tại cá này mình đâu có để nước đâu mà mình lửa lớn quá nên là nó không có được thấm đều. Ăn mấy miếng me, mấy hộp me á. Làm biến lột ăn luôn vỏ chắc ngậm cái miệng. Rồi hồi anh Long ăn mấy món này hết cảm giác bị chát ngậm miệng nè. Ăn thì nó ngon mà cái mình làm biến lột á. Cho miếng nước màu lên nó đỏ đỏ. Cái này thì ít nước màu thôi. Tại vì cái khô á, cái khô của mình nó cũng có đỏ đỏ. Hơi vàng vàng. Hơi vàng vàng hơi. Thơm phức. Thơm liền không? Mình chỉ kho lửa nhỏ ghi vậy nè. Khô cá cơm này nè, cả nhà nấu cháo mà cháo trắng nha, cháo trắng lá dứa. Cháo lá dứa. Ăn một cái là hết bài. Hết bài. Rồi. Cá mình cũng gần được nè, mình cho hành với ớt vô luôn, cho nó chín hành á. Hết dẫn chưa? Ngon ha. Thơm. Cá này thì mình không có cần cho tiêu ha. Muốn ăn tiêu mình để một chút cũng được. Thường thì mình kho không vậy ha. Thường thì em ăn không vậy, không có để tiêu.
Rồi, nhắc xuống chưa? Chưa, để cho chín hành đấy. Chín hành nữa là xong ha. Chín hành nữa là nhắc được rồi đó. Múc bổi ra trước đi. Bổi trước nha. Để trên mặt. Này quên vô muống ha. Mày không uống nữa chắc. Tại thường em thấy ăn muống hoài bữa nay đổi. Này đổi vô nhúc. Nhúc rồi. Ngon quá. Thơm quá. Đây canh chua cá dầu đếm, bên đây là cá cơm khô, cá cơm khô khô, vậy cho chén nước mắm. Rồi mời cả nhà ăn cơm với hai chồng mình nha. Ừ, mời cả nhà ăn cơm nha. Này món này, hai món này câu bộ ngon ạ. Câu bộ ngon ạ. Hết nồi cơm không? Hết nồi cơm, gắp vô miếng canh chua nữa nè, ăn cực kỳ ngon. Ăn hay sao? Canh chua là ngon rồi. Canh chua là ngon rồi. Món ăn mà tất cả ai đều cũng đã ăn rồi phải không? Nấu me nó có khác gì nấu với mấy loại kia không? Me nó ngửi ngọt, nó thơm hơn. Cái nước me thì lúc nào cũng vậy chứ. Mình nấu nước me, khi mình dở cái nồi canh lên á thì nó sẽ thơm hơn cái trái bằng hoặc là nấu bằng giấm gì ha. Nhưng mà chắc không bằng hạnh đâu. À, cái hạnh cũng thơm nữa. Cái hạnh nó cũng thơm nữa ha. Nhưng mà không bằng me. Me mình ăn me ăn cái nước nó đậm đà hơn. Cái nước nó đậm đà hơn. Chút xíu á mình chan vô cơm á, mình ăn nó ngon lắm. Chan cơm ăn nữa, chan cơm cái mình chan vô miếng nước mắm nữa. Ngon lắm. Ăn tuyệt vời. Miếng cá. Với cá ăn đi. Miếng cá mình không? Cái thịt nó dẻ thắt rồi không? Trắng nha. Dẻ là cá sông không? Dẻ là cá sông. Sao? Thịt nó ngon mà nó thơm á, nó thơm hơn con cá dồ bình thường của mình. Nó béo nữa. Béo nữa ha. Mà cái thịt nó dẻ khắc à, ngon á. Mình thử khúc coi. Khúc này là khúc ra gần đuôi quá. Phải không? Như gần đuôi. Như nằm ở giữa á. Miếng cá thịt cá mình trắng không? Ở ngoài này nãy là mình chà cước hết trơn nè. Rất là ngon. Chấm vô tí nước mắm. Nước mắm này ăn phải nước mắm đồng mới ngon nha. Nước mắm cái linh đó. Dạ. Thịt cá của mình thơm ha. Thơm. Thơm hơn con cá dồ bình thường mình nhiều. Mà nó có phần hơi dai dai. Thì đó, cá sông đó, nó ngon. Cặp chung thêm một ít gạo nữa. Giá nè. Gạo giá. Rất là cộng của nhúc. Cộng này mấy đồng nữa. Khi mình ăn miếng canh chua mình cặp thêm miếng cá ăn ngon lắm. Hồi chan nước này mà để cá cho mình ăn nè, cho mượn cái giá này chan luôn. À, chan luôn đi. Cái nước canh chua me cả nhà thấy không? Nước thì nó sẽ hơi đục đục. Chứ nó không có trong như mà nấu bằng giấm hay là bằng cái cho miếng cá này vô. Kiểu như ăn cháo. Cho miếng cá cơm vô ha. Đã. Vừa có chua ngọt ngọt, mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Im ha. Mà còn thiếu một loại. Thôi rau muống. Ăn canh chua anh phá nhất là rau nhúc. Nhúc. Với giá. Giá thì mình ăn nó giòn. Ừ.
nước canh chua của mình nó đậm đặc. Cà bắp này mình nấu nguyên trái gì nó không có nhựa phải không? Ừ, rất nhựa. Chứ phần mình cắt thì cắt ngang hay gì? Cắt ngang á, cắt xéo thì nó ra nhựa hơi nhiều. Sáng vợ gặp đậu bắp nhỏ im, về mình khỏi cắt để nguyên vậy đó. Nấu canh nó ngon hơn. Để nguyên trái ngọt hơn. Cho miếng nước ăn cho. Nãy ăn ba mấy hộp me, miệng chắc ngậm. Ngon hết sức luôn. Ngồi lễ hồi ăn ngắt ngay. Ăn hồi sạch trơn luôn. Chúng cộng rau cần thơm. Để cộng rau cần vô thơm lắm. Anh mới biết luôn á, nấm chua để rau cần. Nấm chua để rau cần ngon thơm lắm. Để vô ha, cá mình nó có hơi tanh quá, mình ăn nó cũng bớt mùi tanh rau cần á. Bớt tí hả? Tại vì mình nghe mùi rau cần nó thơm rồi, đâu nghe mùi tanh nữa đâu. Nó phản cái mùi vậy. Phản mùi. Hầu như bà con mình đây là nghề bắt cá, đánh bắt cá là nghề chính luôn ha. Đậu ra đây là thấy đi cào, đi xẹt xuống. Xuống luôn. Răng lớn. Rồi cả nhà, mình sẽ kết thúc clip đây luôn. Mọi người đừng quên cho mình một like, share cũng như đăng ký kênh nha. Để ủng hộ cho kênh hai chồng mình. Rồi, bye bye. Xin chào. Chào tạm biệt cả nhà nha.